Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Trong cái video này thì mình sẽ chơi trò chơi Power Warriors phiên bản 15.0 bạn. Mình sẽ tiếp tục mở khóa nhân vật Super Saiyan 3 ha. Và mở khóa bằng Goku tiếp tục với trận chiến của chúng ta. Thì ở đây mình đã chơi được trận này 1 rồi 2 ha. Mình đã chơi được tới cái trận thứ 26 rồi bạn, như vậy thì chỉ còn 4 trận nữa thì mình sẽ có thể mở khóa được cái nhân vật ha. Ok, con Vegeta này cũng đi Yeah.